Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với trang của Mạnh ha. Đối với những khách hàng đặt ra cho mình rất là nhiều câu hỏi, chẳng hạn như giữa GLC 200 Phomatic và GLC 300, giữa GLC 200 Phomatic và GLB 200 thì nên chọn những dòng xe nào? Hôm nay Mạnh sẽ nói về một cái chủ đề trên cái dòng xe GLC 200 Phomatic để xem là những ưu nhược điểm của GLC 300 và GLC 200 thì nên chọn GLC 200 Phomatic hay là GLC 300 nha. Xin mời các bạn. Về tổng thể thì GLC 200 Phomatic sẽ sở hữu một chiều dài là lên đến 4m7-16 ha. Trên cái phiên bản thế hệ mới này thì GLC 200 Phomatic và GLC 300 Phomatic sẽ sở hữu được một cái không gian nội thất rất là rộng rãi. Về chiều dài trục cơ sở thì sẽ kéo dài thêm khoảng hơn 25cm ha các bạn ha. Phần đầu xe, phần mũi xe cũng sẽ là một những cái thiết kế mới trên GLC 200 Phomatic. Trên phiên bản ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái màu sắc rất là được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Đó chính là màu trắng. Trên phiên bản GLC thế hệ mới thì sẽ được trang bị tổng cộng 4 màu ngoại thất ha các bạn ha. Thứ nhất chúng ta sẽ có màu trắng, màu đen, màu đỏ và màu xám Traffic Gray. Đó, và 4 màu chủ đạo như thế này thì mình tin chắc GLC 200 và GLC All New thế hệ mới sẽ là một những cái chiếc xe giữ vững cái phong độ độc tôn trong phân khúc SUV crossover ha các bạn ha. Trên xe GLC 200 Phomatic sẽ được trang bi một khối động cơ 2.0 i4 với công nghệ 48V mild hybrid thế hệ mới thì đây là một trong những công nghệ tiên tiến nhất của Mercedes trên những dòng xe máy xăng, giúp cho cải thiện cái hiệu năng tăng tốc cũng như là tối ưu cái khả năng vận hành mượt mà êm ái dành cho cái thế hệ động cơ mild hybrid này. Nếu các bạn đang quan tâm tới cái dòng xe mang cái công nghệ trên cái động cơ mild hybrid này thì hãy đến ngay Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng nha. Trên phiên bản xe GLC 200 Phomatic sẽ được trang bị một cái nắp capo với đường gân dập nổi rất là thể thao. Đây là một những cái platform, là một những cái ngôn ngữ thế hệ mới ha, dành cho những chiếc xe Mercedes-Benz không những sang trọng mà còn phải thể thao và mang tính đa dụng, tiện nghi. Với cái mặt lưới tản nhiệt của cái dòng xe này thì mình thấy ha, đây là một những cái thiết kế mới hoàn toàn luôn trên những dòng xe Mercedes-Benz với phong cách avant-garde luxury. Logo to bản cũng được đặt nằm chính giữa ha. Đây là một những cái thiết kế mang tầm định hình phân khúc xe sang của Mercedes-Benz rồi. Chúng ta cũng sẽ được trang bị một cái logo Mercedes-Benz với họa tiết hai bông lúa thế này. Đây là những cái nét truyền thống và cổ điển. Đối với cái cụm đèn trên GLC 200 Phomatic sẽ khác một xíu so với cụm đèn trên GLC 300 Phomatic. Chúng ta sẽ được trang bị một cái dãy LED như thế này. Đó. Và đây là một những cái nét định hình mới ha trên những dòng xe Mercedes-Benz. Với công nghệ LED hai bậc mình thì GLC 200 Phomatic sẽ là một cái công nghệ đèn thích ứng với điều kiện môi trường ha, điều chỉnh cường độ sáng xa gần tùy theo cái điều kiện môi trường mà chúng ta sử dụng ha. Dưới nắp capo các bạn có thể thấy ha, được trang bị động cơ 2.0 nằm dọc. Trên công nghệ mild hybrid 48V này thì nó sẽ có một cái motor điện sản sinh công suất lên đến 204 mã lực, đi kèm hộp số 9 cấp 9G Tronic thế hệ mới của Mercedes-Benz. Chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cái công nghệ mới trên cái động cơ này giúp tiết kiệm cũng như là tối ưu cái khả năng vận hành ha, mượt mà êm ái. Về phần hông thì các bạn có thể thấy một những nét thiết kế đặc trưng mới ha trên những dòng xe Mercedes, đó chính là cái phần cụm gương. Ở thế hệ trước thì Mercedes GLC 200 và 300 thì cái cụm gương sẽ được đặt nằm trên trụ A như thế này. Trên thế hệ mới thì nó đã được dời xuống phần cửa rồi. Cái điều này thiết kế nói lên là Mercedes họ tạo ra cái thiết kế này giúp cho cái góc thoát cũng như là cái phần điểm mù của trụ A nó sẽ được giảm đi bớt các bạn ha. Các bạn thấy cái thiết kế này như thế nào thì hãy để lại bình luận bên dưới nha. Mình sẽ cùng nhau bình luận về cái xe GLC All New thế hệ mới này. Mình cũng sẽ được trang bị một cái bệ bước chân như thế này. Các bạn có thể thấy ha, GLC thế hệ trước cũng được trang bị một cái bệ bước chân các bạn. Nhưng mà trên cái thiết kế của phiên bản All New thế này thì mình có thể thấy thì cái phần bệ bước chân phía trước nó sẽ làm nhỏ hơn nó ra là phía sau. Phía sau nó sẽ to hơn một chút xíu ha. Cái điều này nó nói lên một những cái thiết kế cũng như là cá tính ha, rất là cá tính.
Thường thì ở phía sau thì mình sẽ đứng nhiều hơn là phía trước ha. Mình sẽ có thể đứng lên mình lấy đồ nè, đó, hoặc là mình gắn cái phần ba ga mui như thế này cũng rất là tiện. Và khi mà ở phía trước á, thiết kế nhỏ thì mình bước ra bước vào á, nó cũng đỡ vướng hơn là so với thế hệ trước ha. Trên tay nắm cửa của GLC 200 Voltage cũng sẽ được trang bị công nghệ Keyless Go ha các bạn ha, công nghệ tay nắm cửa thông minh của Mercedes. Về phần kính kính của GLC cũng được thiết kế rất là to, thì cái điều này nó nói lên là giúp cho mình có một cái góc quan sát rất là tốt trong những cái điều kiện môi trường khác nhau ha. Nếu mà các bạn để ý, nếu có phần cửa kính thiết kế nhỏ quá thì cái góc quan sát nó sẽ bị hạn chế lại đó, nên là vì vậy ha, cái góc thiết kế kính là to như thế này thì giúp quan sát bao quát hơn ha. Đó, nó kéo dài ra tới phía sau luôn. Nếu mà mọi người để ý ha, cái trục cơ sở cũng như là cái thiết kế phần cabin của GLC thế hệ mới này nó được kéo dài hơn chút xíu so với thế hệ cũ rồi. Đó, cụ thể là dài hơn tới tận 60 cm so với thế hệ cũ ha. Đó, nên vì vậy một cái không gian nội thất rộng rãi, thoải mái thì cũng sẽ là một cái yếu tố ăn điểm ha so với thế hệ trước. Mình sẽ có một cái bổng âm kích thước 19 inch với thông số là 235 55 R19 ha các bạn ha. Với cái cụm mâm được thiết kế nhiều cánh như thế này thì giúp cho chiếc xe nó có một cái yếu tố sang trọng. Nó giống như trên những dòng xe Maybach, các bạn có để ý cái điều này không? Cái mâm này phải nói rất là đẹp các bạn. Mạnh thật sự thích cái mâm này hơn là cái mâm thế hệ trước. Ở thế hệ trước thì Mercedes họ trang bị cái bộ mâm cho GLC 200 Vantage mà nó không được tinh tế lắm. Trên cái phiên bản này thì nó sẽ làm nhỏ gọn hơn, cái cánh nó đang hoa nhỏ gọn hơn, nhìn nó thể thao và cũng như là nó sang trọng hơn. Rồi lớp thì cũng được trang bị lớp Continental ha, hứa hẹn sẽ mang đến một cái trải nghiệm êm ái, vận hành hiệu quả. Phuộc các bạn có thấy không, phuộc GLC 200 Vantage đó, cái cụm hệ thống đánh lái cũng như là cái hệ thống treo trên GLC 200 Vantage sẽ là một cái công nghệ êm ái hoàn toàn. Khi mà mình đứng với cái xe như thế này thì cái khoảng sáng gầm rất là cao luôn đó. Thì cái yếu tố này nó giúp cho mình di chuyển ở những cung đường xấu nè, đường xa hình, đường lầy lội nè, là một cái lợi thế ha các bạn ha. Khoảng sáng gầm cao thì nó giúp cho cái những cái đường mà mấp mô ha, mình leo lề á, nó là một lợi thế so với những dòng xe sedan. Và trên cái trục cơ sở và cũng như là cái khung gầm, cái hệ thống treo của cái GLC 200 Vantage nó sẽ cao hơn một xíu so với GLC 300 ha. Nếu các bạn để ý thì cái khoảng sáng phần gầm cũng như là cái khoảng không của cái phần mâm lốp như thế này nó sẽ cao hơn một xíu so với GLC 300. GLC 300 nó sẽ sử dụng cái hệ thống treo nó hạ thấp xuống một xíu và cái mâm nó sẽ lớn hơn xíu so với GLC 200 Vantage. Đuôi của chiếc GLC 200 Vantage trên thế hệ mới này nó đã làm vát đi một chút xíu so với thế hệ trước rồi các bạn. Nếu mà các bạn để ý ha, cái phần đuôi như thế này nó vát xuống, nó mang một cái yếu tố thể thao cũng như là giúp cho xe nó có cái dáng vẻ trường tới hơn so là phiên bản thế hệ trước. Với phần cánh gió này, phần này nè, nó làm rất là đẹp các bạn. Ôm bờ vai đi hai bên này nó giúp cho chiếc xe nó cơ bắp hơn, rất là đẹp. Một cái thiết kế mới nữa đó chính là cái bộ đèn này như thế này, đèn hậu GLC All New. Phải nói đây là một cái thiết kế rất là đẹp các bạn. Nếu mà mọi người có để ý ha, trên những cái DNA thiết kế mới của Mercedes-Benz, bây giờ họ đã làm một cái thanh rơm, một cái thanh đèn bóng như thế này để giúp cho cái đèn hậu hai bên nó được gắn kết với nhau, nó liền với nhau để tạo cho chiếc xe một cái vẻ bề thế và nó bắt mắt, nó đẹp hơn. Nó giống như là một cái trend các bạn. Đó, các bạn để ý ha, nếu bây giờ tất đa số các hãng xe bây giờ đều làm theo như thế này để giúp mở rộng cái phần đuôi của chiếc xe ra trông nó có dáng vẻ là to hơn, bề thế hơn. Về phần cụm đuôi bô thì Mercedes họ đã thiết kế và đi tiên phong trên cái cụm bô này. Rất là nhiều hãng xe họ làm theo cái thiết kế bô của Mercedes-Benz. Các bạn nếu mà để ý ha, cụm bô rất là đẹp các bạn. Nó thiết kế vuông vắn như thế này, rất là hài hòa ha. Rồi chắc là mình sẽ cùng nhau mở cái khoang cốp lên, tìm hiểu xem cái thể tích khoang cốp của GLC 200 Vantage như thế nào nha. Rồi, cốp xe cũng sẽ được trang bị tính năng đá cốp ha, Henry Assist, và mở cốp bằng điện như thế này. Mình cũng sẽ được trang bị một cái tấm che khoang hành lý như thế này các bạn. Đó, đây là một trong những cái thiết kế và cũng như là một cái trang bị thiết yếu rồi. Đó, đóng lại kéo ra như thế này. Và mình cũng sẽ có thể mở rộng cái khoang thể tích
lên rất là lớn nha, lên tới 1620 lít nha các bạn. Mình sẽ tháo cái khoang che hành lý này ra để sẽ mở cho các bạn xem là nếu mà chúng ta cần một cái không gian lớn hơn để chở đồ cũng như là để những hành lý to thì mình sẽ làm như thế nào. Đây các bạn có thể thấy không, đó mình sẽ có thể mở ra bằng hai cái nút như thế này. Khi mà gập xuống thì cái thể tích nó lên rất là lớn các bạn. Mình có thể để những hành lý quá khổ cũng như là vali đó, khi mà chúng ta cần một không gian để chở đồ các bạn ha. Hoặc là thậm chí nếu mà chúng ta đi biết đi cắm trại, mình vẫn có thể mở ra nằm ngủ nghỉ rất là ok. Rồi dưới cái nắp cốp này thì mình vẫn sẽ được trang bị một cái cụm dụng cụ cũng như là một cái lớp sơ cua như thế này, và những cái dụng cụ đều được nằm bên đây ha các bạn ha. Mình sẽ lấy ra mình sử dụng trong trường hợp là lớp xe của mình đang vận hành mà có vấn đề gì thì mình vẫn có thể tiếp tục di chuyển trên cái lớp sơ cua như thế này. Tốc độ tối đa khi mà chúng ta lắp cái lớp sơ cua vào như thế này thì tối đa lên đến 80 km/h các bạn ha, hạn chế lại so với cái lớp tiêu chuẩn. Và mình sẽ kiếm một cái nơi nào đó mình vá, mình thay thế lớp tiêu chuẩn lại, và mình thay lại cái lớp sơ cua để vào đây, để trong quá trình sử dụng tiếp theo thì mình vẫn có thể có để mà sử dụng tiếp ha. Hiện tại thì GLC 200 Formatec đang được công bố với mức giá là 2 tỷ 299 triệu đồng. Nếu các bạn muốn tham khảo về dòng xe này và biết mức giá thực tế trực tiếp thì các bạn hãy liên hệ số line của Mạnh nha. Mạnh sẽ tư vấn cũng như là báo giá trực tiếp tại thời điểm mà các bạn hỏi giá cũng như là chương trình xe tại thời điểm đó. Rồi các bạn ơi, như thường lệ thì mình đã bước vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe GLC 200 Formatec thế hệ mới. Về cái thiết kế thì ở những clip trước mình cũng đã nói rồi, trên phiên bản xe GLC 200 Formatec sẽ được thiết kế theo một platform rất là hiện đại, rất là tinh tế cũng như là rất là thể thao các bạn. Mình cũng sẽ có những cái trang bị chẳng hạn như là ốp gỗ đây, ốp gỗ với những cái chi tiết đường vân chạy dài giống trên những dòng xe Mercedes Maybach các bạn ơi, rất là đẹp, một cái thiết kế rất là sang trọng. Chúng ta cũng sẽ được trang bị những cái phần ô cửa gió như thế này rất là thể thao và theo ngôn ngữ và cái platform của C-Class GLC các bạn ha, đó rất là thể thao. Những cái tiếng tích tắc này các bạn có nghe không? Mình đánh giá rất là cao cái chi tiết này ha. Những người khách hàng đã từng sở hữu của Mercedes-Benz họ rất là thích những cái chi tiết trên cái phần cửa gió, mà ngày nay thì Mercedes họ không làm, thất vọng thêm. Trang trí cũng rất là đẹp, thêm cái phần hiệu ứng LED nữa thì phải nói là nội thất của Mercedes-Benz rất là đẹp khi mình đi vào buổi tối các bạn. Ok, mình quay lại cái phần thiết kế nội thất. Trên cái platform của phần nội thất thì mình vẫn sẽ có một cái màn hình thiết kế DNA thế hệ mới ha, trên những dòng xe Mercedes-Benz. Màn hình kích thước 11,9 inch ha, mình sẽ lộn cho các bạn cùng xem. Đây, rất là chi tiết, rất là sắc nét các bạn. Ở thế hệ mới này thì mình sẽ được trang bị hệ điều hành MBUX thế hệ mới nhất, với những chức năng cũng như là hệ thống được kết nối, connect với nhau rất là hiện đại. Mình cũng sẽ được trang bị một cái phần hệ thống tính năng off-road các bạn. Mình sẽ có tính năng này khi mà mình di chuyển những cung đường xấu, cung đường xa lầy thì cái tính năng này nó kích hoạt lên thì giúp chúng ta sẽ vận hành mượt mà hơn trong những cung đường xấu ha. Vô lăng thì sẽ được thiết kế vô lăng ba chấu này, đó, thiết kế theo platform mới luôn nha, đó, với những cái cụm nút cũng như là những cái chức năng đó, điều khiển rất là mới. Hai lẫy chuyển số sau vô lăng nè, và một cái đặc trưng của Mercedes-Benz là cần số sau vô lăng ha các bạn ha. Chúng ta sẽ được trang bị một cái cần số như thế này. Ở không gian bệ trung tâm thì mình sẽ được trang bị một cái đế sạc không dây nè, đó cũng như là hai cái khay để nước ha. Chúng ta vẫn có thể đóng lại để giúp cho cái phần không gian nội thất nó được mượt mà, nó sang trọng hơn. Rồi chìa khóa thì chìa khóa thế hệ mới nha. Ở phần bệ tì tay thì mình sẽ được trang bị một cái ngăn để đồ như thế này, nó có khay để đồ luôn nè, có hai cổng sạc Type-C trong đây luôn, đó rất là tiện nghi. Trên cái đồng hồ hiển thị thông tin của chiếc xe thì mình sẽ được trang bị một cái màn hình kích thước 12,3 inch như thế này và hiển thị rất là nhiều cái thông số cũng như là những cái thông báo nhắc nhở cho chúng ta về bảo dưỡng, bảo hành hoặc là cái hiệu suất động cơ cũng như là quãng đường đi ha. Mình vẫn sẽ có rất là nhiều cái chi tiết đồ họa trên cái màn hình này. Trên cái hàng ghế trước chúng ta sẽ được trang bị cái chức năng là sửa ghế cho hai cái ghế phía trước ha. Thì cái chức năng này mình thấy sẽ phù hợp với những khách hàng ở khu vực miền Bắc ha, trong cái điều kiện thời tiết lạnh hơn là miền Nam mình. Trên cái phần cửa thì mình vẫn sẽ có một cái cụm nút để điều chỉnh cái hàng ghế ha. Đây là những cái đặc trưng mới, cụm nút này nó được cảm ứng nha các bạn ơi,
được cảm ứng nha, được điều khiển bằng cảm ứng nha, không phải cơ học như là thế hệ trước. Đó, những cái chi tiết mới nè, cái nút mở cửa, bấm cửa nè cũng là điều mới luôn. Hôm nay mình quay cho các bạn là nội thất màu nâu ha, rất là đẹp phải không các bạn? GLC thế hệ mới, đặc biệt là GLC 200 sẽ có hai màu nội thất là màu đen và màu nâu. Màu đen thì là sẽ đen full hết nha các bạn, còn màu nâu thì ghế và tắp đi cửa sẽ được trang bị màu da màu nâu. Rồi mình sẽ focus vào cái màn hình này đi để cho mọi người cùng xem những cái tính năng ha. Trên cái màn hình này chúng ta sẽ có 5 chế độ lái ha: Off-road, Off-road nè, Eco nè, Comfort, Sport, Individual đó, và một cái hệ thống điều hòa đó, hai vùng độc lập phía trước, camera lùi phía sau nè. Chúng ta sẽ có camera lùi nha, không có camera 360, trên phiên bản GLC 300 mới có. Và chức năng Up-Road nha các bạn, đây Up-Road, những cái thông số kỹ thuật cũng như là cái hiệu ứng nè, cái trọng tâm xe nó sẽ điều khiển trên cái màn hình này cho chúng ta những cái dãy thông tin về cái quãng đường, về cái khả năng vận hành của chiếc xe. Rồi mình sẽ được trang bị hệ thống giải trí thế hệ mới kèm với 8 loa tiêu chuẩn ha, 8 loa tiêu chuẩn và hệ thống đèn ambient light nè, hệ thống đèn trang trí nội thất rất là đẹp, 64 màu luôn nha các bạn, rất là đẹp đó. Điều chỉnh độ sáng nè. Trên trang bị công nghệ an toàn thì mình vẫn sẽ có một cái trang bị là hệ thống hỗ trợ phanh chủ động các bạn, hệ thống giám sát làn đường nè, hệ thống hỗ trợ điểm mù nè đó. Và ngoài ra thì mình vẫn sẽ có một số chức năng khác nữa, tuy nhiên thì sẽ không có gói hỗ trợ B20 ha. Gói Disconnect trên phiên bản GLC 300 thì sẽ được trang bị ha, gói Disconnect này. Mình hy vọng là sắp tới Mercedes GLC 200 sẽ được ưu ái hơn, được trang bị nhiều hơn những cái tính năng, những cái công nghệ mới ha. Ok, chắc là mình sẽ tiến ra cái phần khoang hành khách phía sau để cùng nhau tìm hiểu xem cái không gian nội thất như thế nào nha. Mời các bạn. Bây giờ mình sẽ đóng cái cửa vô. Wow, cái phần cách âm và cái khoang cửa rất là chắc các bạn. Trên phiên bản GLC All New thế hệ mới thì sẽ được trang bị một cái công nghệ cách âm, bơm cái chất cách âm vào toàn bộ khung xe luôn để giúp cải thiện cái độ ồn cũng như là tăng cái độ cứng của cái phần khung xe lên ha. Rất là êm các bạn, phải nói là Mercedes họ làm cái công nghệ cách âm mới rất là hiện đại, rất là êm ái luôn. Các bạn nếu muốn thử cái tính năng cũng như là cái độ cách âm của chiếc xe này thì hãy liên hệ mình nha. Mình sẽ cùng các bạn chạy thử chiếc xe GLC thế hệ mới này. Ok, bây giờ quay lại phần không gian của chiếc xe thì mình vẫn sẽ được trang bị rất là nhiều cái công năng, chẳng hạn như là có thêm cửa gió nè, hàng ghế phía sau nè, một cái khay để đồ nè đó. Rồi thiết kế rất là đẹp các bạn, đây phần cửa đây ngồi rất là rộng rãi nha. Mình ngồi đây, hồi nãy cái phần ghế trước mình đã chỉnh cái phần ghế của mình rồi, cái tư thế của mình rồi, ở đây phía sau còn rất là rộng nha. Thì cái ở đây thì mình vẫn sẽ có thêm một cái khay để điện thoại nè, hoặc là mình nhấn một cái nữa sẽ ra một cái khay để nước nè đó, rất là chu đáo luôn. Mình vẫn sẽ có thêm những cái móc treo đồ nè, họ làm rất là chu đáo các bạn đó. Ngồi nè, tư thế ngồi rất là ok nha, ngồi rất là ngã vừa phải nha, không có quá nhiều nha đó. Ok, nếu các bạn thấy sao hãy để lại bình luận bên dưới về cái không gian nội thất của chiếc xe GLC thế hệ mới nha. Ok các bạn, chắc là mình sẽ kết thúc cái clip nói về chiếc xe GLC 200 Phongtip màu trắng nội thất màu nâu ngày hôm nay ở đây. Các bạn nếu thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe cho mình, hoặc là muốn mạnh quay thêm về cái dòng xe nào thì cũng hãy để lại bình luận bên dưới nha. Đó, còn các bạn muốn trải nghiệm thực tế cũng như là tham khảo những dòng xe Mercedes-Benz đang được phân phối ở Việt Nam mình thì cũng hãy liên hệ số hotline của mình sẽ cùng các bạn tư vấn cũng như là trải nghiệm dòng xe thực tế mà các bạn đang quan tâm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.